Vâng, xin kính chào quý anh chị và các bạn nhé. Thì mới nhất trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì bên em lại về một cái mẫu xe gầm rất là cao các bác nhé. Và cái dòng này nó rất thương hiệu nổi tiếng nhất của đất Mỹ các bác nhé. Anh chị nào mà xem clip của em là đầu tiên mà quan tâm những dòng ô tô từ 30 triệu cho đến 400 triệu thì nhớ share và like và bấm nút đăng ký kênh. Thì trước màn hình nhỏ của anh chị và các bạn, đây là một chiếc Ford Escape được sản xuất năm 2002 các bác nhé. Tên tư nhân biển Hà Nội. Và với cái mẫu xe Ford Escape này thì giá nó chỉ hơn 100 triệu đồng một chút thôi. Nhưng chất lượng của nó thì không bàn anh chị và các bạn nhé. Vì nó được trang bị động cơ 3.0 số tự động, gầm rất là cao và được nhà sản xuất trang bị thêm hai cầu điện các bác nhá. Nên là dòng này đi là rất là khỏe và chắc chắn, xe rất là trường, tôn vỏ rất là dày các bác nhá. Cái cửa này lúc nãy là em đóng nó chưa chặt các bác. Tôn vỏ trước này nó mỏng dính luôn anh chị nhá. Dòng xe mà Ford Escape thì thường nó là dòng xe đi phượt. Những cái dòng xe mà để cho tất cả anh em có điều kiện một chút mới sử dụng cái dòng xe Ford Escape này. Trước này ra đường thì anh chị và các bạn muốn vượt xe thì trong tích tắc thôi, vượt xe rất là nhanh. Đấy, rất là đơn giản. Thì với cái mẫu xe Ford Escape này là một cái dòng xe nó có thể trèo đèo lội suối rất là ok. Đi ra đường là vượt xe là các bác không phải khiêm tốn đâu. Các bác chỉ cần rít nhẹ ga là nó sẽ vượt xe rất là đơn giản. Và với cái mẫu xe Ford Escape ngày hôm nay thì em sẽ bảo hành cho anh chị và các bạn máy gầm đại chất, số má rất là mượt các bác nhé. Và xe thì không có đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước. Nên chị và bạn mua xe bên em yên tâm một điều là xe đảm bảo về chất lượng rất là tốt các bác nhé. Form dáng của nó rất là căng ngay anh chị và bạn này. Xe bảo hành cho anh chị và bạn là không đâm đụng, không tai nạn, không thủy kích. Và đây là cái bộ đèn đằng trước của nó này. Đấy. Ford Escape 2002 các bác nhé. Một dòng xe rất là thương hiệu nổi tiếng. Xe thì rất là trường, cực kỳ trường xe luôn. Đấy. Và được bác chủ nhân độ thêm trang bị cho cái chiếc Ford Escape này là một cái để bật lên xuống rất là khỏe các bác nhá. Và đây là bộ mâm đúc của nó này các bác này. Được trang bị phanh ABS chống bó cứng nhá anh em nhá. Đấy. Gầm bệ sắt xi của nó thì chất của nó miễn bàn. Và những cái chữ Escape này của nó này là nguyên bản theo nhà sản xuất. Xi nhan bên hông, động cơ V6 các bác nhé. Và em nhìn cái đôi lốp đằng sau em rất là ưng ý luôn. Lốp rất là dày dặn. Rất là dày dặn đâu này. Đấy. Tôn vỏ trước này cực mỏng các bác nhé. Cực kỳ mỏng luôn. Nội thất thì nó chỉ bạc theo thời gian thôi. Đấy. Về phần keo chỉ của nó đây các bạn này. Thường thì đa số keo chỉ nó sẽ dụng ở phía dưới trước. Đấy, và mép cánh. Nhớ các bạn nhé, keo chỉ trước này là zin 100%. Đấy. Và tính năng của nó rất an toàn, được nhà sản xuất trang bị cho hai cái túi khí các bạn nhé. Bên vô lăng một cái này các bạn này. Đấy, bên vô lăng một cái. Và bên phụ một cái. Đấy. Trang bị lên màn hình. Bác chủ trang bị lên màn hình rồi. Và trần đây. Đấy. Đây, những con ốc này nó còn nguyên bản các bạn này. Ốc còn nguyên bản không? Chưa ra ốc bẩn nề nha các anh em nhé. Đấy. Chưa ra này. Zin đét luôn. Chiếc này thì bảo hành cho anh em nhé. Xe không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước. Máy gầm chất.
tính năng rất an toàn. Dòng Ford Escape này thì nó thường thì nó chỉ có 5 chỗ thôi nhá anh em nhá. Chỉ có 5 chỗ thôi. Vì nó dòng xe đi vượt mà. Đấy. Vào đây. Hình như này em thấy bác chủ nhân bác ấy trang bị cái loa này, hay anh em nào đi để cái loa trên này đây. Đấy. Và đây là những cái cột kèo đằng sau này các bạn, đinh tán nhà sản xuất này. Zin đét luôn anh em nhá. Zin luôn. Mẫu xe này là zin đét luôn, bảo hành cho anh em nhá. Xe không đâm đụng, không tai nạn, không thủy kích. Đây. Phối tiếp. Và cái đèn sau này của nó này, đèn sau của nó này thì nó bị bạc theo thời gian anh em nhé. Anh em chúng ta mua về chúng ta lên đi súp lại đèn đi. Đấy. Đây. Và đây. Nó chỉ bạc theo thời gian. Cái này bị vỡ rồi anh em này. Vỡ rồi. Đấy. Tôn vỏ cực mỏng anh em nhé. Tôn vỏ cực kỳ mỏng luôn. Rất là mỏng và mỏng. Nội thất chiếc là rất ok. Và xe được trang bị kính chỉnh điện anh em nhé. Và sau đây em sẽ lổ máy em cho anh chị và bạn nghe cái động cơ. Chiếc này máy nó cực chất luôn. Máy đại chất nha anh em nhé. Và máy chiếc này thì em bảo hành cho anh em luôn. Máy lổ thần kỳ. Bảo hành cho tất cả anh em là xe không đâm đụng, không tai nạn, không ngập lụt. Anh chị và các bạn mà muốn lái trải nghiệm cái mẫu xe Ford Escape này thì đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương, hoặc là liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0975 567089, và một số nữa là 0962 567089 các bạn nhé. Và với mẫu xe Ford Escape 2002 này, hiện tại bên em đang chào bán một mức giá là 135 triệu đồng, là trong đó là đã có phí bao rút hồ sơ cho anh chị và các bạn trên toàn quốc. Và một lần nữa em cũng rất cảm ơn anh chị và các bạn đã xem clip của em. Vâng, em chào các bác nhé.